Harry Won, Trấn Thành giờ khác nhiều, hơn tôi mong đợi gấp mấy lần. Harry Won vừa có những chia sẻ về người bạn đời Trấn Thành. Cô nói MC, rap Việt có sự thay đổi tích cực sau 8 năm bên nhau. Trên trang cá nhân, Harry Won gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên Trấn Thành. Kèm theo đó, giọng ca Hương Đêm Bay Xa có những chia sẻ xúc động dành cho người bạn đời khi chứng kiến anh vất vả, tất bật với công việc. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, chồng mình ngủ có 2 tiếng rồi đi làm tiếp. Đang ngồi đang túi tự dưng nghĩ tới anh ấy thấy thương ghê. Nhân dịp này, Harry Won cũng tiết lộ về sự thay đổi của Trấn Thành sau 8 năm hôn nhân. Người đẹp 8X nhận xét MC rap Việt của hiện tại cải thiện và tốt hơn nhiều so với trước đây. Cô thừa nhận, thường những người gần sẽ không cảm nhận được vì thấy nhau mỗi ngày, nhưng anh ấy thay đổi nhanh tới mức tôi còn cảm nhận được luôn. Harry Won chia sẻ thêm, 8 năm trước và hiện giờ, anh ấy khác rất nhiều, nhiều hơn mong đợi của tôi gấp mấy lần, rất là đáng khen. Không phải tôi khen vì anh ấy là chồng của tôi, mà tôi khen vì chưa chắc tôi đã cải thiện tốt như anh ấy. Đồng thời, nữ ca sĩ nhắn nhủ xúc động đến Trấn Thành. Cô mong anh chú trọng sức khỏe dù đang tất bật với công việc. Dòng chia sẻ của Harry Won được nhiều người quan tâm. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên Em là bà nội của anh dành những lời có cánh cho người bạn đời. Harry Won khẳng định Trấn Thành là người rất có tâm với nghề và như sinh ra để làm nghệ thuật. Người đẹp 8X còn chia sẻ cô cảm thấy mình như fan girl của Trấn Thành. Gần đây, trong show Hẹn Hò Đảo Thiên Đường, nữ ca sĩ cũng hào hứng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với Trấn Thành. Cụ thể khi bàn về các cặp đôi trong chương trình, Harry Won hài hước chia sẻ, nhiều người nhìn gương mặt rất đẹp nhưng bên trong lại không có gì. Như tôi là gương mặt bình thường, nhưng chồng tôi mê tôi vì vẻ đẹp bên trong. Về phần Trấn Thành, anh nói mình trưởng thành hơn sau khi lập gia đình. Trải qua 8 năm bên nhau, nam MC khẳng định ngày nào cũng là một ngày vui. Nam đạo diễn bộc bạch, mình vẫn thấy vợ đáng yêu trong mắt mình. Trước khi đi làm vẫn muốn hôn vợ, tối đi làm về vẫn muốn ăn gì đó với vợ, có chuyện gì đó vẫn muốn chia sẻ cùng vợ, tối nào trước khi đi ngủ cũng muốn trò chuyện với vợ.